Chào các bạn, giờ hiện tại Sơn Tinh đang đứng ngay chỗ khán đài để chuẩn bị cho lễ hội đua ghe ngò đồng bằng sông Cửu Long mở rộng năm 2000. Thì hiện tại Sơn Tinh đang quay cảnh chỗ sông Long Bình đó các bạn. Thì mình có qua đây thì cũng có nhiều ghe đã về đây rồi các bạn. Đây nó sẽ diễn ra một hai tay này sẽ diễn ra đua ghe ngò tại sông Long Bình ở đây. Thì bây giờ mình sẽ đi quay cận cảnh những chiếc ghe đã về đây trước cho các bạn xem ha. Kính thưa các bạn, đây là chiếc ghe của huyện Cầu Kè ha. Chiếc ghe ngò của huyện Cầu Kè đã cũng gần đây nhiều năm, gần đây đã giành được giải nhất của những lễ hội đua ghe ngò của mùa ót ông bốc đó các bạn. Rồi thì có ông anh xuống đây trong mùa dạ lễ đại hội năm 2000 này chỉ có của hai chiếc ghe của tỉnh Trà Vinh thì của huyện Cầu Kè và Cần Long. Cần Long là đại diện cho của tỉnh Trà Vinh ha các bạn. Đây là các mấy anh vận động viên. Anh em vlog thì gần đây thì Vinh về đây để mà quay ghe ngò nha. Giờ các vận động viên đã về đây để mà tập vợt các bạn rất là nhiều ha. Sẽ chắc mình nghĩ là qua đây để mà tập vợt các bạn để mình tới nữa kìa. Hiện tại thì các ghe đã tụ tập về đây cũng khá nhiều hả các bạn. Hiện tại là mình đang đứng trên sông Long Bình. Rồi được các ghe đã về đây rất là sớm để chuẩn bị cho ngày mai thi đấu. Đây là các vận động viên của ghe huyện Cầu Kè. Thank you.
Phía trước mặt màn hình các bạn thì đây là chiếc ghe của Hoạch Phích của tỉnh Sóc Trăng hả các bạn, của Vĩnh Châu, Sóc Trăng cũng về đây là trước tiên hả các bạn. Hôm nay thì năm nay khác hơn so với mọi năm thì chiếc ghe ngo được phối hợp cùng nam nữ để đua các bạn. Đây các vận động viên của chiếc ghe ngo của Hoạch Phích. Mình sẽ tiến về phía trước để coi các vận động viên bên Kiên Giang như thế nào ha. À, đây là chiếc ghe ngo của Hoạch Phích các bạn, khá dài. Giờ mình sẽ tiến qua bên đây, mình sẽ quay những các động viên, các anh em vận động viên của ghe ngo Tân Hưng. Tân Hưng không biết ở đâu. Ủa, đội ghe của mình là đội ghe nào chú? Gạch Dòng Cà Mau. Gạch Dòng Cà Mau hả? À, về đây lâu chưa? Mới về qua. À, rồi về đây thấy cảm thấy làm sao? Cảm thấy chưa chứ mới câu lại. Khởi động ha, mới chuẩn bị khởi động. À, thì đây chỉ là bãi bên đây đậu, hồi xưa tính là làm ở đây nè, nhưng mà chắc tại có cua khúc đó đó, rồi không có làm. Thì về cũng sức khỏe anh em cũng tốt ha chú. À, vậy chúc mừng cả đội về đấy Tài Vinh, chúc cả đội sẽ chiến thắng ha. À, có gì gõ Sơn Tinh TV sẽ gặp ha. Sẽ gặp anh em mình. À, mình sẽ tiến tới quay chiếc kia cho các bạn xem ha. Chiếc kia bên kia các bạn. Đây, chiếc ghe đây. Đây, Gạch Dòng của Cà Mau các bạn. Đây thì chiếc cò ho chở các vận động viên đi tham dự các bạn. À, kính thưa các bạn, đây là khán đài để mà đua ghe ngo các bạn, nhưng mà vì làm xong nay cũng mấy năm rồi, cũng vì phía trước kia có cái đoạn khúc cua của sông nên các vận động viên đã hỏi ý nhau và cũng không muốn đua chỗ này thì đi qua đua chỗ cầu Long Bình 1 các bạn. À, phía bên đây thì chiếc ghe ngo của Hoạch Phích, còn chiếc ghe này thì của chùa Gạch Dòng Cà Mau. Đây chuẩn bị dầm để tí nữa các vận động viên xuống vợt trận lần cuối các bạn về thực sân ha. Hoa văn rất là sắc sảo, rất là đẹp luôn.